Xin chào quý vị và các bạn. Đây từng là một tòa tháp được kỳ vọng là trái tim của quận Hà Đông với chiều cao hơn 180m. Tòa lạc tại một vị trí đắc địa giáp nút giao Vạn Phúc, Tố Hữu của quận Hà Đông. Tuy nhiên, dự án đã tạm dừng thi công và bỏ hoang hơn 6 năm nay do bị ngân hàng siết nợ. Tòa nhà này có 51 tầng nổi nên ban đầu nó có một trong những cái tên là Landmark 51. Còn hiện tại tên của dự án là Tokyo Tower. Tòa lạc tại địa chỉ số 55 đường Vạn Phúc của quận Hà Đông. Tòa tháp này từng là một dự án cao nhất của quận Hà Đông, cao thứ 3 Hà Nội khi được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là một tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Villafor và Công ty Cổ phần Sông Đà 101 làm chủ đầu tư. Thiết kế của nó thì khá vuông thành sắc cạnh. Trên lô đất có diện tích khiêm tốn là khoảng 4.600m2 với gần 700 căn hộ, loại 2-3 phòng ngủ. Vào năm 2018, khi đang thi công xong phần thô, dự án bất ngờ tạm dừng thi công do bị ngân hàng siết nợ. Đến nay đã là hơn 6 năm dự án phơi mưa nắng, không có dấu hiệu thi công nào cả. Nằm trong quần thể quy hoạch khu đô thị Him Lam Vạn Phúc, dự án Tokyo Tower từng được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho bộ mặt phố phường thêm khang trang. Giờ đây lại khiến cho hình ảnh đô thị ở đây thêm nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Bên siết nợ là ngân hàng PV Combank vẫn đang bế tắc sau khi siết nợ dự án này và chưa tìm được nhà đầu tư để có thể thay thế tiếp tục hoàn thiện dự án, thu hồi nợ xấu. Có thông tin rằng cách đây hơn 2 năm, Sông Đà 101 đã nhượng toàn bộ cổ phần dự án tháp Tokyo Tower cho nhóm lãnh đạo của công ty bất động sản Nhật Nam mà vị chủ tịch của họ đang vướng vòng lao lý khi bị bắt tạm giam hồi năm ngoái. Thế nên tòa nhà trái tim của quận Hà Đông một thời vẫn đang nằm kẹt giữa những vấn đề khá phức tạp. Những khách hàng mua nhà thời đó có lẽ vẫn đang ngóng trông dự án này sớm hồi sinh, đặc biệt là trong cái bối cảnh giá chung cư ngày càng tăng cao như thế này. Ở quận Hà Đông mình thấy có khá là nhiều chung cư bỏ hoang khi còn đang thi công dang dở. Ở ngay gần đây, cách khoảng vài trăm mét trên mặt đường Tố Hữu còn có cả một dãy chung cư của dự án Yêu Sinh City cũng bỏ hoang nhiều năm nay mà mình sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn ở một video khác. Quý vị và các bạn có thông tin bổ sung nào về dự án này, hãy giúp mình comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.